Kính thưa quý khán giả, trong tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống người lao động, trong năm 2020, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động. Những ghi nhận về một năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh là nội dung chính của chương trình Lao động và Công đoàn kỳ này. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Khó khăn đối với doanh nghiệp, nhưng mà từ đầu năm là phía bên công ty cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ phía tập đoàn cũng như là công đoàn cấp trên, hướng dẫn rất là tận tình. Thì chúng tôi có là tuyên truyền cho người lao động biết về phòng chống dịch bệnh COVID này. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức cái đo thân nhiệt, phát khẩu trang, toàn bộ khẩu trang y tế cho người lao động. Thì chúng tôi còn có tiến hành là phát gạo cho người lao động, cùng người lao động vượt qua cái mùa Covid này, rồi giúp đỡ những cái người lao động gặp khó khăn. Mình có thể là mình là hỗ trợ về kinh phí, hoặc là mình giúp đỡ những cái gia đình mà có hoàn cảnh mà neo đơn, già, khó khăn, không có nguồn thu nhập. Thì chúng tôi có làm công tác là từ thiện, thì chúng tôi có tổ chức những cái hội thao vào cuối năm giúp người lao động là có thể là giảm bớt những căng thẳng trong một năm làm việc. Thì ngoài ra thì bên doanh nghiệp có hỗ trợ bên tổ chức công đoàn cũng là tặng quà cho người lao động vào cuối năm. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ xét những cái thành phần mà gọi là công nhân ưu tú để mà khuyến khích động viên, và xét những công nhân có hoàn cảnh thật sự khó khăn để mà kịp thời hỗ trợ họ. Để giảm bớt khó khăn cho công nhân lao động, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt các nội dung về pháp luật lao động khi bị doanh nghiệp cắt giảm và cho nghỉ việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. Trước tình hình công nhân lao động đang gặp khó khăn do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng sản xuất, Ban Thường vụ Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng chính quyền địa phương đã không ngần ngại đến các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn phường An Tịnh, An Hòa, thị xã Trảng Bàng, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu để vận động các chủ nhà trọ miễn giảm phòng trọ cho công nhân lao động trong mùa dịch. Qua vận động, nhiều chủ nhà trọ đã vui lòng ủng hộ giảm giá từ 30% đến 60% tiền cho thuê phòng, tương đương từ khoảng 400 đến 600 ngàn đồng mỗi phòng một tháng. Kết quả, các chủ nhà trọ đã giảm giá cho tổng số 2.901 phòng trọ công nhân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, ngoài chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc,
theo dõi, nắm bắt chặt chẽ tình hình việc làm và việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động. Công đoàn khu kinh tế tỉnh còn tham gia với các ngành các cấp và công đoàn cấp trên trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các quy định này tại nhiều doanh nghiệp. Qua đó đã tiếp nhận phản ánh, tổ chức tư vấn pháp luật lao động, luật công đoàn hàng tuần tại trụ sở công đoàn khu để giải quyết cho công nhân lao động những thắc mắc về hợp đồng lao động, chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và xã hội từ thiện được công đoàn quan tâm thực hiện. Công đoàn khu kinh tế phối hợp tổ chức tặng quà và vé xe cho 195 công nhân lao động về quê đón Tết Canh Tý 2020. Ngoài ra có 186 công đoàn cơ sở tổ chức liên hoan tất niên rút thăm trúng thưởng tặng quà Tết cho đoàn viên người lao động với tổng số tiền trên 20,2 tỷ đồng. Trao tặng 5 căn nhà máy ấm công đoàn cho 5 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngoài ra còn vận động cán bộ công nhân viên chức người lao động tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ nhà ở máy ấm công đoàn, ủng hộ dịch bệnh COVID-19, miền Trung bị bão lũ, vận động hiến máu nhân đạo. Trong đợt lũ lụt gây thiệt hại nặng nề đến đồng bào các tỉnh miền Trung vừa qua, với tấm lòng nhường cơm xẻ áo, đã có 46 công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tổ chức quyên góp vận động trong ban giám đốc đoàn viên công đoàn ủng hộ hướng về miền Trung thân yêu với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tập thể ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn khu kinh tế đã chủ động ngay từ đầu năm và có những cái chương trình, những cái kế hoạch cụ thể và có cái sự chủ động điều chỉnh ứng phó phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 diễn ra. Tất cả các cái hoạt động hướng về cơ sở phù hợp với cái chủ đề năm 2020 là nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, tập trung chăm lo cho đoàn viên người lao động trong cái ảnh hưởng của dịch COVID-19, và tất cả các hoạt động của công đoàn khu kinh tế đó là diễn ra trong cái thời điểm chống dịch phù hợp với các cái nhiệm vụ cũng như là đưa ra các cái giải pháp để thực hiện thay đổi cho nó kịp thời. Thì từ những cái kết quả đạt được của năm 2020, ban thường vụ công đoàn khu kinh tế sẽ tiếp tục phát huy những cái mặt được và sẽ khắc phục những cái hạn chế còn tồn tại và đề ra những cái nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 phù hợp với chủ đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, và các hoạt động công đoàn sẽ theo hướng là lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm và xác định các cái nhiệm vụ chủ yếu để tập trung cho năm 2021, nhằm là xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp và góp phần xây dựng cái an ninh chính trị, trật tự xã hội trong các khu công nghiệp cũng như là tại tỉnh nhà phù hợp với cái tình hình mới hiện nay. Có thể nói, năm 2020, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua công đoàn ngành tỉnh Tây Ninh năm 2020. Trong tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống người lao động, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm lao động giỏi, lao động sáng tạo, qua đó cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Lao động và Công đoàn kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chương trình trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.